Khi ta cần tạo một bề mặt từ các đường cong, ví dụ một đường cong có 12 control point và một đường cong có 16 control point, ta có thể tạo một bề mặt có 16 với 12 control point tương thích với nhiều tham số khác. Tạo một bề mặt cong sẽ khác với tạo một mặt phẳng đơn giản. Bề mặt cong cần sự liền mạch và mượt mà. Ẩn hiển thị component custom review. Nếu ta tạo bề mặt cho các đường cong ghép liền nhau như các cặp vòng cung từ component bias, bề mặt cong sẽ không liền mạch như mong muốn. Có thể chọn hai quality để nâng cao chất lượng hình ảnh. Với các đối tượng đơn giản, như trong trường hợp này bề mặt cong vẫn liền mạch, nhưng khi ta thay đổi tham số R, bề mặt cong sẽ gặp vấn đề. Bách mặt góc này vào Rhino để thấy rõ hơn. Chọn Component Lock và nhấn Insert. Ta sẽ ẩn tất cả các thuật toán của Grasshopper ở đây. Có thể thấy với cách này hệ thống sẽ tạo thêm các đường cong không cần thiết. Nếu được tạo từ hai vòng cung riêng lẻ, mặt cong sẽ mượt mà. Ta thiết lập trở lại tham số A1, xóa các đường cong này. Tạo thêm một component lock nữa và thiết lập tham số A2, hiển thị Grasshopper. Sau đó ta có thể hợp hai mặt lock thành một bề mặt cong nếu muốn. Cách này tốt hơn cách tạo mặt lock một lần từ các đối tượng được ghép nối. Điển hình như cách tạo mặt lock từ tham số beta vừa thử qua. Do component lock không đủ khả năng để giải quyết các đường cong ghép nối, chỉ có thể tạo mặt lock từ các đường cong liền mạch. Kết thúc bài 7.